Kinh Đại Phương Đảng Đại Tập Quyển 8 Phẩm 5 Bồ Tát Hài Tuệ Phần 1. Bây giờ Thế Tôn và đại chúng vẫn ở nơi cõi báu giữa hai cõi dục và sắc ấy. Lúc đó Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều bị ngập nước, nhưng trong khi tai nạn nước xảy ra, xóm làng, thành ấp, núi rừng, nhà cửa, cây cối, tất cả không bị tổn hại. Đại chúng lại thấy tất cả mọi nơi đều là nước. Trong nước lại có vô số hoa phân đà lợi, thân bằng lưu ly xanh, cánh sen bằng vàng trồng, đài sen là báu công đức, tua là báu đế thích. Xung quanh có vô số hoa, chiếm khoảng 10 dặm trong quả báu ấy, có bằng một cây đa la. Khi ấy đại chúng đều thấy mình ngồi trên hoa ấy. Hoa ấy lại phóng ánh sáng lớn chiếu sáng vô lượng cõi nước ở mười phương. Đại chúng vui mừng vì biết sắp được nghe pháp vi diệu. Lúc này Bồ Tát Di Lặc rời chỗ ngồi đến lại Phật, đi quanh ba vòng, quỳ trên đài sen chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, vì sao Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới chìm trong biển nước và trong đó lại có vô số hoa phân đà lợi sáng soi mười phương cõi? Phật nói: Di Lặc, cách đây vô số cõi nước bằng số bụi trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, về phía dưới có cõi nước tên Bảo Trang Nghiêm, nơi ấy có Phật tên Hải Trí Thần Thông, là đấng Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, do thượng sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Ở đó có Bồ Tát tên Hải Tuệ. Bồ Tát định đến đây, Bồ Tát và vô số Bồ Tát bạn đều đoạn tưởng và số lượng, họ muốn đến đây để nghe kinh này. Khi ấy Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: Thế Tôn, cõi đó cách chúng ta quá xa, Bồ Tát Hải Tuệ ở đấy có nghe được lời Phật không? Phật nói: Xá Lợi Phất, như ông đang ở đây, đang nghe pháp, Bồ Tát Hải Tuệ cũng như thế. Các ông đều thấy ta, Bồ Tát Hải Tuệ cũng thấy ta. Thế Tôn, Bồ Tát ở cách đây quá xa như thế mà có thể thấy, nghe không trở ngại. Bồ Tát đã đạt thần thông, thật không thể nghĩ bàn. Thế Tôn, ai nghe việc không thể nghĩ bàn này mà không phát tâm Bồ Đề vô thượng, trừ kẻ thấp kém, ngu tối. Lúc ấy Bồ Tát Hải Tuệ chân đất trọn vẹn sức thần thông không lường, trong tích tắc mất hút ở cõi kia, bất chợt hiện ở cõi báu này. Bồ Tát nhập tam muội khiến đại chúng ở đây đều trông thấy. Dân chúng xóm làng, thành ấp, nhà cửa, cung điện, rừng, núi, cây cỏ, chim thú của cõi ấy đều thấy Đức Phật nơi cõi đó thuyết giảng cho đại chúng. Hiện sự việc ấy xong, Bồ Tát thanh thản xuất định đến chỗ Phật Thích Ca, lạy Phật, đi quanh ba vòng, đãi vô số hoa, trở nhạc cúng dường Phật thưa: Đức Như Lai Hải Trí Thần Thông ở cõi nước phương dưới gửi lời thăm hỏi Đức Thế Tôn và đại chúng. Thưa xong, Bồ Tát lui ra ngồi trên tòa sen báu bên cạnh. Khi ấy Phạm Vương Tu Bi nghĩ: Vì sao lại có nước ngập cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nhưng không phải là thủy tai? Ta nên đến hỏi Đức Thế Tôn. Thế rồi cùng 68.000 Phạm Thiên Tu Bi đến chỗ Phật, lạy Phật, đi quanh bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, vì sao hoa sen báu đầy cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, vô số Bồ Tát tuần tự an tọa trên hoa sen, nước ngập cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới? Phật nói: Thiện Nam, đó là do sức thần thông của Đại Bồ Tát Hải Tuệ. Phạm Thiên thưa: Thế Tôn, kinh Đại Tập mà Như Lai nêu giảng chưa hết sao? Phật nói: Phạm Thiên, Như Lai thành tựu nhạo tuyết vô ngại, không bao giờ cùng tận. Phạm Thiên, Phật và vô lượng chúng Bồ Tát quán sát pháp giới, bàn luận về pháp giới, diễn pháp vi diệu đều không cùng tận. Phạm Thiên thưa: Thế Tôn, Bồ Tát Hải Tuệ mà Như Lai vừa nói là ai vậy? Phật nói: Phạm Thiên, ông không thấy người an tọa nơi tòa sen báu rộng 10 giới tuần, được vô số Bồ Tát cung kính ngợi khen sao? Sắc thân người đó sáng rực, trừ Như Lai không ai sánh kịp. Thấy Bồ Tát Phạm Thiên cung kính cúi lại thưa: Ai thấy được bậc đại sĩ như vậy sẽ được lợi ích lớn, con nay gặp Bồ Tát cũng sẽ như thế. Phạm Thiên lại hỏi Phật: Thế Tôn, chánh pháp đó tồn tại bao lâu? Phật nói: Thiện Nam, chánh pháp đó tồn tại bằng tuổi thọ của Như Lai. Sau khi Như Lai niết bàn, các Bồ Tát cũng hộ trì chánh pháp. Vì sao? Vì kinh này là pháp ấn của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Bây giờ, Bồ Tát Hải Tuệ bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la, thì hiện sức thật, sức trí tuệ để đại chúng khỏi lòng tin, làm trang nghiêm kinh này. Bồ Tát nói kệ: Cách vô số cõi ở phương dưới, có Đức Phật Hải Trí Thần Thông, luôn giảng chánh pháp cho chúng sinh.
Tôi nghe thọ trì giảng cho người, nên tôi đến đây trong đại chúng, cúng dường cung kính đức mười lực, các Bồ Tát bạn cùng đến đây, diệt trừ tâm nghi trong chánh pháp. Này con kính lễ đấng tối thắng, như pháp thực hành pháp cúng dường, mong để trang nghiêm pháp Bồ Đề, chỉ dạy chúng sinh đạo vô thượng, quán sát các sắc không có tướng, đoạn trừ ba thọ khổ vui xả, không có hình tướng chẳng dòng tộc. Người này kính lễ đấng tối tôn, không tham chấp ngã và ngã sở, siêng năng tu tập pháp trung đạo, quán tất cả pháp tựa hư không. Người này kính lễ đấng tối tôn, không còn tham chấp các cảnh giới, lại còn tịch tịnh các nội nhập, không hề tham đắm các pháp giới. Người này kính lễ đấng tối tôn, đâu ai thấy được pháp thân Phật, nhận cờ đại pháp không gì hơn, biết tất cả pháp đều huyện hóa. Người này kính lễ đấng tối tôn, nếu thấy không cho, không nhận lấy, không có tạo tác, không lãnh thọ, nào đâu chánh kiến và tà kiến. Người này kính lễ đấng tối tôn, không an trụ trong pháp Bồ Đề, cũng chẳng sống trong cõi sinh tử, đoạn trừ tất cả các phiền não. Người này kính lễ đấng tối tôn, nếu ai chuyên tâm tu pháp lành, thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, lại còn điều phục tất cả căn, người này kính lễ đấng tối tôn, nhận biết các pháp không có ngã, không thành Bồ Đề bỏ chúng sinh, vì pháp Bồ Đề giữ tịnh giới. Người này kính lễ đấng tối tôn, nếu quán các pháp tựa sóng nắng, chúng sinh bình đẳng như hư không, thanh tịnh tâm mình không vọng tưởng. Người này kính lễ đấng tối tôn, vì mọi quần mê chịu khổ não, tu pháp nhẫn nhục đạt Bồ Đề, quán tất cả pháp trăng dưới nước. Người này kính lễ đấng tối tôn, không có chúng sinh mạng sĩ phu, tu pháp Bồ Đề vì chúng sinh, quán pháp diệt tận tương tâm niệm. Người này kính lễ đấng tối tôn, chịu khổ địa ngục tâm không thoái, luôn luôn siêng năng tu học đạo, không hề kính sợ nghe pháp không. Người này kính lễ đấng tối tôn, tất cả cảnh giới không chướng ngại, như đưa cánh tay trong hư không, quán tướng ba đời đều bình đẳng. Người này kính lễ đấng tối tôn, quân ma không biết rõ tâm tánh. Người này thành tựu đại thần thông, diễn giảng nghĩa pháp không cùng tận. Người này kính lễ đấng tối tôn, nghe được tất cả lời Phật dạy, nghe rồi thọ trì giảng cho người, không thấy tướng khác của Tam Bảo. Người này kính lễ đấng tối tôn, Như Lai trọn vẹn sáu pháp độ, không có đến đi tựa hư không, biết rõ tất cả cõi chúng sinh. Con nay kính lễ đấng tối tôn, Như Lai thành tựu công đức lớn, không hề khởi tâm mạng ngã mạng. Con xin kính lễ đấng vô thượng, thân Phật thế gian không thể có, hào quang Như Lai hơn tất cả, âm thanh vi diệu không ai sánh, tất cả chúng sinh không thấy đỉnh. Con xin kính lễ đấng tối tôn, Như Lai hiểu rõ tâm chúng sinh, tùy thuận căn tánh giảng diễn pháp, biết cách đối trị mọi phiền não. Con xin kính lễ đấng tối tôn. Nói kệ khen Phật xong, Bồ Tát Hải Tuệ từ hư không bay xuống bạch Phật: Tế Tôn, con xin hỏi vài ý kinh, nguyện mong Như Lai chấp nhận cho. Phật nói: lành thay thiện nam, tùy ý hỏi Như Lai sẽ giải rõ. Bồ Tát Hải Tuệ thưa: Thế Tôn, con từng nghe có Tam Muội tịnh ấn, Bồ Tát thành tựu Tam Muội này sẽ đạt Bồ Đề vô thượng. Xin Như Lai nói về Tam Muội đó, để các Bồ Tát đều nghe biết và tu hành để thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Phật nói: Thiện nam, hãy lắng nghe Như Lai giảng rõ. Thiện nam, như viên ngọc sáng sau khi thợ ngọc mài giũa trở thành viên ngọc vô giá. Thiện nam, khi Bồ Tát phát tâm Bồ Đề tu tập pháp lành, nghe nhiều, suy xét, quán sát pháp giới, thanh tịnh tâm ban đầu, sơ tâm đã tịnh, được Phật Bồ Tát hộ niệm, sẽ đạt được Tam Muội tịnh ấn. Thiện nam, viên châu sáng kia không có chín loại báu: tánh vàng, tánh bạc, tánh lưu ly, tánh pha lê, tánh mã não, tánh liên hoa, tánh xà cừ, tánh công đức báu, tánh san hô. Vì vậy viên châu ấy có giá trị vô lượng, đó là thọ dụng của chuyển luân thánh dương. Ánh sáng của viên châu này không ánh sáng nào sánh kịp. Thiện nam, đại Bồ Tát phát tâm Bồ Đề cũng thế, trừ chính tánh đạt Tam Muội tịnh ấn, chính pháp đó là tánh phàm phu, tánh tính hành, tánh pháp hành, tánh nhẫn, tánh tu đà hoàng, tánh tư đà hàm, tánh ana hàm, tánh a la hán, tánh bất chi Phật. Trừ chính tánh này đạt chủng tánh Phật, chứng Tam Muội tịnh ấn. Vì sự thanh tịnh nên hơn tất cả thanh văn chuyên giác, đem ánh sáng đến cho tất cả chúng sinh.
Thiện nam viên châu sáng báu kia, không gì xuyên qua nên được gọi là vô hà thử. Thiện nam tam muội tịnh ấn cũng thế. Thiện nam thế nào là tam muội tịnh ấn? Tu tập ba giới, đủ 10 pháp lành, tu hành từ bi, thương yêu chúng sinh, ủng hộ tạo dựng sự nghiệp cho người, thương yêu tất cả. Tu xả ý tịnh, độ chúng sinh bằng bốn giới pháp, bảo vệ tất cả chuyên tu xấu niệm, điều phục các căn, ít muốn biết đủ, không đoạn giống thánh, trừ tranh chấp, diệt kiêu mạn, cung kính cúng dường sư trưởng, hòa thượng bậc kỳ đức, không khinh người, cầu pháp hộ pháp, trừ pháp ác, tin Phật pháp tăng, luôn nghĩ đến pháp lành, không tự khen mình, thương ca tụng đức của người, biết ơn đền ơn, thanh tịnh oai nghi, độ pháp nhẫn, cầu samatha, tu đà la ni, tâm bình đẳng như đất, nước, lửa, gió, không. Thích xuất gia tu tập tịch tỉnh, giữa giới siêng năng, gần bạn lành, thanh tịnh các căn, mắt tai, mũi, lưỡi, thân, tâm không trở ngại. Quán bất tịnh để trừ kết sở tham, tu tập tâm từ, trừ oán thân, tu 12 nhân duyên để diệt vô minh, xa lìa tất cả pháp chướng ngại, ban bố không tiếc, thành tựu trọn vẹn 6 pháp ba la mật, không cầu các thừa khác, trong ngoài thanh tịnh, quán lỗi, sinh tử, không thoái tâm bồ đề, dạy chúng sinh tu học đại thừa. Thì nam Bồ Tát thành tựu tất cả các pháp đó. Phát tâm bồ đề cho thượng được gọi là châu báu. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: nếu ai tu tập tâm đại từ, thành tựu trọn vẹn 10 pháp lành, nhất định sẽ được gặp Di Lặc. Vì thế tâm bồ đề khó lường, tu tập đại bi vì chúng sinh, chỉ dạy chúng sinh pháp đại thừa, đoạn trừ phiền não tu tâm xả. Vì thế tâm bồ đề khó lường, tu tập đầy đủ niệm trí tuệ, khéo léo điều phục tâm của mình, thực hành ít muốn luôn biết đủ. Vì thế tâm bồ đề khó lường, xa lìa tất cả các pháp ác, tùy thuận chỉ dạy mọi quần mê, tăng trưởng hết thảy các pháp lành. Vì thế tâm bồ đề tối thắng, cung kính cúng dường thầy hòa thượng, nuôi lớn hạt giống của Phật thánh, đoạn trừ tất cả tâm kiêu mạn. Vì thế tâm bồ đề tối thắng. Tâm tánh ngay thẳng không khi chối, Thế Tôn tịch tỉnh độ chúng sinh, không tâm kiêu mạn, không khinh người. Vì thế tâm bồ đề tối thắng, hộ trì chánh pháp, nghe giảng dạy, hóa độ chúng sinh, trừ phiền não, chí tâm chuyên niệm thừa vô thượng. Vì thế tâm bồ đề tối thắng, cúng dường tam bảo tinh bốn đá, đoạn trừ pháp ác, tu pháp lành, không hề sân hận các chúng sinh. Vì thế tâm bồ đề tối thắng, luôn từ hổ thẹn vì phiền não, thành kính hướng về sám hối Phật, tu tập pháp lành điều phục căn. Vì thế tâm bồ đề tối thắng, tịnh thân khẩu ý biết nghiệp quả, biết ân nhớ ân và đền ân, hiểu 12 duyên tịnh oai nghi. Vì thế tâm bồ đề tối thắng, đủ samatha đủ trí tuệ, trọn vẹn giới đức Thích Bồ Đề, chịu mọi khổ đau tâm không động. Vì thế tâm bồ đề tối thắng, tâm tánh bình đẳng như bốn đại, quán sát chúng sinh tự hư không, thường thích xuất gia tu bồ đề. Vì thế tâm bồ đề tối thắng, trừ diệt tham dục tịnh thân tâm, tu hành pháp hạnh quán bốn đế, nói lời chân thật pháp có nghĩa. Vì thế tâm bồ đề tối thắng, tùy thuận an trụ trong chánh pháp, siêng năng tu tập trừ nghiệp mê, thực hành các pháp không lười biếng. Vì thế tâm bồ đề tối thắng, gần gũi bạn lành Phật Bồ Tát, đưa chúng sinh qua biển sinh tử, thanh tịnh tất cả sáu cảnh giới. Vì thế tâm bồ đề hơn hết, lánh xa chướng ngại trừ năm cái, các căn thanh tịnh không kiêu mạn, đối trị tâm dục sân và si. Vì thế tâm bồ đề vô thượng, khéo léo tư duy đủ tâm niệm, tu pháp trợ đạo, đạt thân đạt thần thông, không sợ sinh tử, thích niết bàn. Vì thế tâm bồ đề hơn hết, thuyết giảng giáo pháp không mong đợi, không hề thêm tiếc pháp đã học, tu tập pháp lành không cầu quả. Vì thế tâm bồ đề vô thượng, không độ chúng sinh bằng thừa khác, chúng sinh vui nghe và thọ lạc, tâm tánh rộng lớn không phân biệt. Vì thế tâm bồ đề hơn hết, trong ngoài thanh tịnh không lỗi lầm, không sợ sinh tử, tu bồ đề, khi tu chánh đạo không hối hận. Vì thế tâm bồ đề hơn hết, biết cõi chúng sinh tịnh cõi nước, trang nghiêm bồ đề không vì mình, chỉ đạo chân chánh cho kẻ mê. Vì thế tâm bồ đề hơn hết, khi biết thật tánh của pháp giới, trí không phân biệt không thể nói, trừ hết lo sợ của chúng sinh. Vì thế tâm bồ đề vô thượng, nếu hành đầy đủ các pháp ấy, có thể phát tâm bồ đề tịnh, không bị nhiễm ô pháp thế gian, nghiệp ma phiền não cũng như thế. Nếu ai phát khởi tâm bồ đề, vượt trên tất cả các thừa pháp,
thanh tịnh thân tâm cho chúng sinh, tường vì diễn giảng đạo vô thượng. Thiện nam, thế nào là áo giáp tâm bồ đề không thể hư hoại? Áo giáp là đại bi, dị với tất cả chúng sinh, nuôi lớn giống tam bảo, trang nghiêm căn lành vì pháp Phật, độ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, làm nghiêm tịnh cõi nước, không tiếc thân mạng, hộ trì chánh pháp. Thiện nam, nếu bị chúng sinh xấu ác não hại thì nó nhẫn nhịn, cũng không bỏ chúng sinh, không hối hận, buồn khổ. Siêng năng tu tập để điều phục muôn loài, dù bị mắng nhiếc, đánh đập vẫn thản nhiên, không báo oán. Nên nghĩ, đại thừa nghịch thế gian, vì sao? Vì tất cả chúng sinh xuôi theo dòng sinh tử. Đại thừa ngược dòng sinh tử, tất cả chúng sinh tranh chấp nhau. Đại thừa diệt tranh chấp, chúng sinh đầy chạy sân hận. Đại thừa diệt sân hận, chúng sinh hư dối, pháp đại thừa chân thật không hư. Trong cõi nước nơi mười phương, nếu có chúng sinh cầm dao gậy đuổi theo Bồ Tát nói, người nào phát tâm Bồ Đề, ta chẻ nát người ấy ra. Nghe thấy Bồ Tát vẫn không thoái chuyển tâm Bồ Đề, cũng không từ bỏ từ bi, hỷ xả, bố thí, giữ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Vì sao? Vì Bồ Tát nghĩ, trải qua vô lượng vô số kiếp ta thọ thân địa ngục ngạ quỷ súc sinh, người trời, làm việc ác không lợi mình lợi người, dù cho kẻ ác đánh đập chẻ thân ta trong vô số kiếp, ta vẫn không bỏ tâm Bồ Đề và chúng sinh. Vì sao? Nếu ta không chịu được các khổ ấy, làm sao chịu được khổ địa ngục khi làm lành? Có nhiều kẻ ác gây chướng ngại, nếu ta không nhẫn nhục làm sao làm điều lành? Chúng sinh đem điều ác đến cho ta, ta sẽ đem pháp lành cho chúng. Chúng sinh cho ta giao gậy, mắng nhiếc, mạ nhục, ta bố thí pháp nhẫn vô thượng. Đại Bồ Tát nếu quán sát được như vậy thì không bao lâu sẽ đạt Bồ Đề vô thượng. Quả như thế rồi, Bồ Tát mới có thể nhẫn nơi ba sự bó buộc. Thế nào là sự bó buộc của thân? Nếu khi thân Bồ Tát bị chặt, Bồ Tát nương chánh pháp tùy thuận kẻ ác, hành trọn vẹn sáu pháp ba la mật. Vì sao thân Bồ Tát bị chặt lại đạt sáu pháp ba la mật? Vì khi thân thể bị chặt, Bồ Tát không tiếc thân mạng, và lúc đó Bồ Tát đủ bố thí ba la mật, tu tập tâm từ, vế kẻ ác là thành tựu trì giới ba la mật. Vì không giận, không mắng, không báo thù là thành tựu nhẫn ba la mật. Vì chúng sinh siêng năng tu tập không bỏ tâm Bồ Đề là hành trọn vẹn tinh tấn ba la mật. Vì dù bị đánh, tâm Bồ Tát không dao động, không mất chánh niệm, ý thanh tịnh, lại đầy đủ thiền ba la mật, quán thân vô thường, khổ không, vô ngã, như cỏ cây gạch ngói là viên mãn trí tuệ ba la mật, đầy đủ sáu pháp ba la mật, dù bị bó buộc vẫn không hư hoại. Đó là sự bó buộc của thân. Thế nào là sự bó buộc của khẩu? Nhẫn nhịn trước tất cả lời thô ác mắng nhiếc, dù thật hay không, vẫn chỉ tự trách mình nhiều phiền não, không oán hận kẻ ác, luôn tu tập từ bi vì chúng sinh. Lúc đại Bồ Tát nhẫn nhịn lời ác, thành tựu đầy đủ sáu pháp ba la mật. Khi bị mắng, Bồ Tát lại nghĩ, kẻ này vì đời trước tham lam, keo kiệt, gần kẻ xấu, tạo tâm xấu, ta trừ sang tham, tu tập bố thí gần bạn lành nên ta không giận. Lúc đó Bồ Tát thành tựu bố thí ba la mật. Khi bị mắng, Bồ Tát tự nghĩ, kẻ này phá giới không tin nghiệp quả nên mắng ta, ta giữ giới tin nghiệp quả nên tu tập hạnh nhẫn, niệm Bồ Đề, hộ trì chánh pháp, tùy thuận chúng sinh. Lúc đó, Bồ Tát hành trọn vẹn giới ba la mật. Khi bị mắng, Đại Bồ Tát tự nghĩ, người này lười biếng, không tu tập pháp lành nên mắng ta. Ta siêng năng tu tập pháp lành, trừ tâm sân, không chán ghét pháp lành. Ta nên tìm cách giúp người này ngồi tọa Bồ Đề. Sau đấy tu mới chứng quả Bồ Đề. Lúc đó, Bồ Tát hành trọn vẹn tinh tấn ba la mật. Khi bị mắng, Đại Bồ Tát tự nghĩ, người này hư dối, tán loạn, buông lung, bị phiền não cấu nhiễm. Ta trừ hết phiền não, phát tâm Bồ Đề vì chúng sinh ác đó. Nếu chúng sinh đều thanh tịnh, ta làm sao phát tâm Bồ Đề? Vì thế, Bồ Tát chuyên tâm niệm Bồ Đề. Lúc đó, Bồ Tát thành tựu thiền ba la mật. Khi bị mắng, Đại Bồ Tát tự nghĩ, người này chấp ngã, ngã sở hữu của ngã. Chúng sinh thọ mạng sĩ phu, ta nương nơi pháp giới. Trong pháp giới, ai mắng, ai bị mắng, ta không thấy có pháp nào là mắng, là bị mắng. Lúc đó, Bồ Tát thành tựu trí tuệ ba la mật. Nếu Bồ Tát siêng năng tu tập năm ba la mật trên, sẽ thành tựu trọn vẹn nhẫn ba la mật. Thế nào là sự bó buộc của ý? Không sợ quân ma làm thoái tâm Bồ Đề. Không thoái tâm Bồ Đề vì tà kiến, dị kiến, khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu có người chỉ Phật tượng bảo, người không thể phát tâm Bồ Đề, đạo Bồ Đề thật khó đạt,
chỉ bằng sớm tu pháp thanh văn, mau chứng niết bàn, hưởng an lạc. Ngay như vậy, Bồ Tát tự nghĩ, dù đạo Bồ Đề là khó hay dễ, ta vẫn không thoái tâm, nhất định ta sẽ đạt đạo, ngồi tòa kim cang. Ngày xưa ta đã hứa bố thí pháp cho chúng sinh, ngày nay ta chưa làm. Vì sao lại khi dối, ta nên tùy thuận tâm Phật, kham nhận những việc đó, không giới Phật, trời, người, đại chúng và mình. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ, hướng đạo Bồ Đề tâm không hoại, đại từ đại bi cũng như vậy, không hề đoạn dứt giống tam bảo, trang nghiêm mọi pháp vì Bồ Đề. Vì 10 lực Phật, 4 vô ý, 80 vẻ đẹp, 3, 2 tướng, trải vô sơ kiếp bố thí vật, chịu hết tất cả khổ đau lớn, thành tựu công đức của tam bảo, thọ trì chánh pháp dạy cho người, đưa chúng sinh qua biển sinh tử. Vì thế cam chịu mọi khổ não, chúng sinh độc ác 10 phương cõi, dùng dao gậy gọc bức ép ta, tâm không lay động thoái Bồ Đề, thương yêu tất cả mọi quần mê, trải vô sơ kiếp chịu khổ não, không thể tự lợi lợi người khác, nay ta nhẫn nhịn được lợi ích, vô lượng công đức của chư Phật, vì công đức Phật thân dù nát, tâm không bao giờ tỏ hối hận, cũng không thoái chuyển đạo vô thượng, chịu mọi khổ đau vì Bồ Đề. Đi đứng nằm ngồi niệm chánh giác, tâm tánh tịch tỉnh đoạn phiền não, nếu muốn sân hận các chúng sinh trước ta, trước nên trách mình nhiều phiền não. Chịu mọi khổ đau ba đường ác, vì các chúng sinh đạt Phật đạo, không cầu chịu lạc của trời người, vui vẻ chịu khổ vì chúng sinh. Khổ não phải chịu ở cõi người, không bằng một phần của địa ngục. Tuy chịu vô lượng khổ ba ác, cũng không thoái chuyển tâm Bồ Đề, quán thân vô thường và vô ngã, tánh của bốn đại như bốn rắn. Chuyên tâm xả bỏ thân như vậy, thành tựu trí tuệ đạo vô thượng, vào trong các cõi chịu khổ não. Vì không thật quán về thân này, Bồ Tát thật quán thân của mình, vì thế đoạn hẳn mọi khổ não. Lúc làm việc ác không gì ngại, tu hành pháp lành nhiều tai nạn, chư Phật Thế Tôn đều chứng biết, vì thế ta chịu mọi khổ não. Nay ta kham nhận hết tất cả, khổ não ba nghiệp thân khẩu ý, nhờ nhân duyên đó tâm Bồ Đề, kiên cố vững bền không lay động, xả thân đủ sáu pháp ba la mật, không tham tiếc thân trọn pháp thí. Phát khởi tâm từ với kẻ ác, thành tựu trì giới ba la mật, chặt thân nhẫn chịu không sân hận, nhờ thế viên mãn nhẫn ba la. Khi chịu khổ não tâm không chuyển, vì thế đầy đủ tỳ le gia, không mất tâm niệm thích tịch tỉnh, thành tựu trọn thiền ba la mật, quán thân không ngã, không ngã sở, chứng đạt trí tuệ ba la mật. Ta nhờ trang nghiêm các pháp ấy, không lâu thành tựu đạo vô thượng. Nếu ta không nhẫn nghiệp ác khẩu, làm sao đoạn trừ mọi phiền não? Nếu ta điều phục thân khẩu ý, có thể kham chịu tất cả khổ, dẹp trừ hết thảy quân ma ác, tâm không lay động trước luận tà. Nếu muốn trọn vẹn ba la mật, bốn pháp vô ý, 10 lực Phật, có được ngọc báu vô giá ấy, nên cần điều phục thân khẩu ý. Thì nam, thế nào là phát tâm Bồ Đề? Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề, không khởi ngã mạn, không chấp tâm Bồ Đề, không tham ái, không quán tâm Bồ Đề. Nhờ thế tịnh tâm, quán pháp giới sâu xa và pháp Phật. Pháp giới sâu xa là 12 nhân duyên, đoạn hai chấp, tánh của tất cả pháp là không ngã, quán tánh ngã, tánh pháp không chủ tể. An trụ nơi tam muội không, vô tướng, vô nguyện, biết các pháp hành không tạo tác, quán sắc như bọt, thọ như bóng, tưởng như giận nắng, hành như cây chuối, thức như huyễn, quán giới không tạo tác, không biến động, nhập như đuôi điếc, tâm không dừng, các sự kiêu mạn không chỗ sinh, các pháp không hai, không phân biệt, một vị, một thừa, một đạo, một nguồn, quán tất cả âm thanh không có tướng, không hợp nhau, các pháp không thể dạng nói, hiểu rõ tướng khổ, tập không có ngã sở, diệt không tăng, đạo cứu cánh, không chướng ngại nên quán thân niệm xứ, biết đến đi là thọ niệm, tâm sinh diệt biết pháp giới, nên biết pháp giới, quán giới phi giới nên tu chánh, nên tu pháp chánh cần. Để đạt tự tại nên tu pháp như ý, đoạn trừ phiền não đó là tính căn, thích tịch tỉnh là tấn căn, không có niệm là niệm căn, không suy xét là định căn, dứt trừ tất cả là tuệ căn, không tùy cái khác là tính lực, không chướng ngại là tấn lực, không thoái chuyển là niệm lực, tâm tự tại là định lực, không quán niệm, không quán thiện ác là tuệ lực, không buông lung là điểm giác phần, nhập pháp giới là pháp, là giác phần trạch pháp. Thực hành như pháp là giác phần tấn, đoạn pháp ác là giác phần hỷ, thân tâm tịch tỉnh là giác phần trừ, thật biết tam muội là giác phần định, không quán hai pháp là giác phần xả,
Xa lìa các chấp kiến là chánh kiến, trừ giác quán là chánh tư duy, biết tánh của âm thanh là chánh ngữ, không tham chấp thân khẩu ý là chánh nghiệp, không tâm ganh ghét là chánh mạng, không tham bớt là chánh tinh tấn, không tham chấp thiện bất thiện là chánh niệm. Quán cảnh giới của tâm là chánh định, tánh của thật tướng chốn tịch tỉnh. Nghĩa rút ráo là vô thường, khổ vô ngã, giả gọi là thanh tịnh tịch tỉnh. Địa phục tâm là thí, thân tâm thanh tịnh là giới. Các pháp vô thường là nhẫn, siêu tu trí tuệ là tinh tấn. Trong ngoài thanh tịnh là tám muội, quán chân thật là trí tuệ, biết tánh của tâm chúng sinh vốn tịnh là từ. Quán tất cả như hư không là bi, đoạn tất cả vui thích là hỷ, trừ tất cả hành là xả. Tất cả các pháp vị, lai, tịnh, quá khứ, nhiều, hiện tại, vô ngã. Thiện nam, quán sát thật biết các pháp như thế là đeo ngọc tâm bồ đề. Quán sát như thế, Bồ Tát tuần tự đạt là ni, nhất thiết pháp tự tại. Thiện nam, như mặt trời mặt trăng, không nghĩ là đến đi chiếu soi. Chúng sinh nhờ sức của phước đức nên trừ tâm tối, đến chỗ sáng. Thiện nam, Đại Bồ Tát quán biết các pháp, không nghĩ ta nên tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh. Quán sát như thế được gọi là đủ thiện ba la mật, trí tuệ ba la mật. Vì sao? Vì nhập định mới có thể quán sát như thế. Loạn tâm không định là thiền ba la mật, quán là trí tuệ ba la mật, như thế mới là thật quán, thấy rõ tướng của tất cả pháp. Thế nào là thấy tướng các pháp? Tướng của các pháp là không tướng. Không tướng tức không tạo tác, nghĩa không tạo tác là tướng. Nếu có thể đoạn trừ không tướng đó, được gọi là tướng không tướng. Không tướng là tướng không sinh, tướng không tướng là tướng không diệt. Không sinh không diệt là không tướng. Không tướng tướng, thấy không sinh diệt tạo tác, một, hai, giận, tranh chấp, là không lay động, biết tánh pháp là tánh chân thật. Thiện nam, Đại Bồ Tát thật biết các pháp như thế, được gọi là trụ của không trụ. Lúc giảng nói pháp này có 12, nên do tha chúng sinh phát tâm Bồ Đề vô thượng, một dạng 6.000 trời đạt pháp nhẫn vô sinh. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: phá trừ tất cả các tướng pháp, tịch tỉnh tâm Bồ Đề vô thượng, nếu ai quán xét được như thế là không tham chấp tất cả pháp, biết rõ pháp giới thật sâu xa, cũng không kinh sợ pháp niết bàn. Chính vì nhờ nhân không sợ đó, có thể tăng trưởng pháp Như Lai, tin tưởng nghiệp nhân và quả báo. 12 nhân duyên cũng như thế, trừ cả hai chấp thường và đoạn, tùy thuận căn tánh giống chánh pháp, không còn chấp trước thường vô thường, luôn luôn giảng thuyết pháp trung đạo, biết tánh các pháp vốn là không, không có chúng sinh, không thọ mạng, các pháp vốn không, không có tướng, cũng không có sự tuần tự sinh, tánh pháp xưa nay luôn tịch tỉnh, không có tạo tác tự hư không. Quán biết tướng của tất cả pháp vốn là không tánh thật rõ ràng, quán sắc như bọt, thọ bong bóng, tưởng lá giận nắng, thọ cây chuối, tâm là huyễn hóa, bốn đại không, quán nhập khác nào, kẻ đuôi điếc. Lại quán tâm ấy không trong ngoài, tâm không trụ xứ, giới không hai, không chấp các pháp sắc tướng sắc, tuy biết như thế không kiêu mạn, quán tất cả pháp đều bình đẳng, một vị, một thừa, một nguồn đạo, hiểu biết tất cả nghĩa chân thật. Quán sát pháp giới cũng như vậy, không có âm thanh, quán âm thanh, không có tâm ý, quán tâm ý, không có văn tự, quán văn tự, đó là thật biết về pháp giới. Nghĩa của các pháp không thể nói, âm thanh văn tự cũng như vậy. Thật biết khổ, tập, diệt và đạo, buộc tâm vào bốn pháp niệm xứ, đối với pháp giới không phân biệt. Chứng đạt được tâm đại tự tại, đoạn trừ tất cả mọi phiền não, tu bốn chánh cần hành tinh tấn. Là đạt vô ngại đại tự tại, xin tu tập bốn như ý, không hề tham chấp về các pháp, tu tập tính căn cũng như vậy. Luôn thích an trụ nơi nhàn tịnh, vì thế tu tập căn tinh tấn. Tâm không lo nghĩ biết chân thật, vì thế tu tập pháp niệm căn, có thể điều phục mọi tâm tưởng, vì thế tu tập pháp định căn, nhờ quán sát rõ về pháp giới. Vì thế tu tập pháp tuệ căn, vì muốn biết rõ về pháp giới. Thế nên tu tập bảy giác phần, không quán pháp, các pháp là một hai. Nên đã tu tập tám chánh đạo, tùy thích ban cho các tài vật, và tùy ý thích thọ trì giới. Lại còn thanh tịnh cả trong ngoài, đó chính là pháp đại thần thông. Bản tánh các pháp vốn thanh tịnh, vì thế tu tập đại từ bi, đoạn trừ mọi ưa thích phiền não, vì thế tu tập về tâm hỷ. Bản tánh các pháp vốn thanh tịnh,
khứ lai hiện tại cũng như vậy, nếu quán các pháp không sinh diệt, người ấy tức đạt biết chân thật. Lúc đó Đức Phật lại dạy Bồ Tát Hải Tuệ, để Bồ Tát thành tựu pháp tịnh, tâm chân thật không khi chối, bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, đạt trí chân thật, chứng tam muội đạt trí tịnh ấn, an trụ nơi tam muội căn bản. Thế nào là tam muội căn bản? Tu đại từ bi vì chúng sinh, tuy được vật cúng, tâm không kiêu mạn, bị mắng chê, hủy nhục, tâm không tự ti, không tự cao, nên đối với pháp tánh, danh tự không kiêu mạn, không ngã mạn, nghiệp thân khẩu ý phát sinh từ trí tuệ, mọi nghiệp đều tùy trí. Thế nào là thân nghiệp tùy trí của Bồ Tát? Đạt thân hình đoan nghiêm thù thắng, chúng sinh trông thấy, tức được địa phục tất cả, địa phục bốn oai nghi của thân, đoạn trừ lỗi lầm, sự không vừa ý của thân, thân thanh tịnh trang nghiêm bằng tướng tốt, đầy đủ các căn, không kiêu mạn với sắc thân mình, không khinh khi kẻ xấu, không tham chấp thân, quán pháp giới, tội nghiệp của thân, lại biết rõ về sắc, nghĩ đến pháp thân, không vì tìm thức ăn, vì địa phục chúng sinh nên nhận vật cúng, thường tu hành thánh, không vì tham sân si, thọ trì tịnh giới, ủng hộ chánh pháp. Đại Bồ Tát trọn vẹn thân nghiệp và tùy trí như thế, đạt sức thần thông, sức vô ý, nhờ sức lực đó hiện thân khắp các cõi Phật. Như hiện sắc thân ở cõi này, các cõi khác cũng thế, phóng ánh sáng chiếu soi vô lượng cõi nước hơn mười phương ánh sáng đó, mềm mại, chúng sinh gặp được, trừ hết phiền não. Đoạn phiền não rồi đạt an lạc, đó là thân nghiệp tùy trí của Bồ Tát. Thế nào là khẩu nghiệp tùy trí của Bồ Tát? Xa lìa 64 nghiệp ác của khẩu, đó là lời thô, nặng, phi thời, hư vọng, lậu hoặc, tự tại, tự cao, khinh dối, phá trừ, không hiểu rõ, tán loạn, thấp, cao, lỗi, ác, sợ, nuốt lời, tranh chấp, vua nịnh, khi dối, não hại, khiếp nhược, tà, tội, câm, nhập, thiêu, địa ngục, hư giả, mạng, khinh, không yêu thương, tội lỗi, lầm lẫn, ly biệt, ác hại, hai lưỡi, không nghĩa, không bảo hộ, ham thích, dối, giết, hại, nói lỗi người, bị bán tam bảo. Thiện nam, Đại Bồ Tát xa lìa tất cả lời ác, mọi lời nói đều là lời thật, chân, giải thoát, như thật, mà người thích nghe, tất cả âm thanh, tất cả ngôn ngữ, tất làm thanh tịnh căn chúng sinh, giúp chúng sinh đoạn trừ phiền não, lời Phật, lời cam lộ vang xa khắp mười phương cõi nước, trừ hết tất cả khổ não của chúng sinh. Nghĩa sâu rộng, địa phục chúng sinh không làm ác, đó là khẩu nghiệp tùy trí của Bồ Tát. Thế nào là ý nghiệp tùy trí của Bồ Tát? An trụ nơi một tâm, biết tâm của tất cả chúng sinh, luôn sống trong thiền định, hiện các oai nghi, tất cả quân ma, thanh văn chuyên giác đều không thể biết cảnh giới, nơi đối tượng duyên của tâm, không tự hại, không tìm cách hại người. Hiểu tất cả pháp, không thông đạt, không ngại, đạt tâm, nhưng không thọ nhận, không chứng diệt. Đó là ý nghiệp tùy trí của Bồ Tát, ấy là căn bản của tam muội tịnh ấn. Căn bản đó còn có 10 thanh tịnh tâm vừa phát, thanh tịnh đạo bồ đề, thanh tịnh 6 pháp ba la mật, thanh tịnh tuệ chính, nên tu tam muội, thanh tịnh tướng, thanh tịnh vẻ đẹp, thanh tịnh đà la ni, thanh tịnh an trụ như pháp, thanh tịnh không lỗi lầm, thanh tịnh 37 phẩm trời đạo. Thiện nam, tam muội tịnh ấn đủ 30 pháp, bên trong thanh tịnh, bên ngoài thanh tịnh, tâm thanh tịnh, thanh tịnh kiêu mạn, thân thanh tịnh, mắt thanh tịnh, tất cả chúng sinh không chúng sinh thanh tịnh, tánh của tất cả pháp vốn tịnh, tất cả pháp đều một vị thanh tịnh, không vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, pháp môn giải thoát thanh tịnh, tất cả các pháp nhập pháp giới thanh tịnh, tất cả các pháp nhập vào một pháp, một tánh thanh tịnh, tất cả giải thoát thanh tịnh, vô di thanh tịnh, quán 12 nhân duyên thanh tịnh, 10 lực 4 vô ý thanh tịnh, vô thắng thanh tịnh, tri biết của tất cả pháp thanh tịnh, nghiệp quá khứ thanh tịnh, từ bi thanh tịnh, không bỏ chúng sinh thanh tịnh, không đoạn trừ nghiệp thanh ma thanh tịnh, trừ tham bên trong thanh tịnh, đoạn hết tập khí thanh tịnh, một niệm biết tất cả pháp thanh tịnh, không mất tâm niệm thanh tịnh, đầy đủ trang nghiêm thanh tịnh, đó là 30 pháp của tam muội tịnh ấn. Sau khi đạt tam muội này, có được pháp 8 pháp bất đập bất cộng. Cõi nước mình ở, mặt đất bằng kim cang, mỗi cây có vô số cành lá hoa trái.
Chúng sinh không khởi phiền não địa ngục ngạ quỷ cho sinh thấy Bồ Tát ngồi tọa Bồ Đề, đạt pháp lạc, ánh sáng chiếu vô số cõi nước, các cõi chấn động sáu cách, không ai tổn hại, trí biết tất cả pháp trong một niệm. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ, như biết các pháp tượng hư không. Bản tánh thanh tịnh không sinh diệt, thanh tịnh tri ấn của Như Lai, và được an trụ định căn bản, tuy được vật cúng tâm không thích, không giận khi bị người nhục mạ, tu tập từ bi tâm bình đẳng, thành tựu trọn vẹn định tịnh ấn, sẽ lìa tất cả tâm kiêu mạn, tâm tánh chân thật không tự cao, do trách phiền não pháp trói buộc, như thế gọi là định tịnh ấn. Thân nghiệp đoạn trừ tất cả, trang nghiêm tướng tốt 32, thanh tịnh đầy đủ cả các căn, không khởi kết xử kiêu mạn đó. Thế kẻ xấu xí không sinh đạt, nghèo hèn bần khổ không khinh khi. Vì pháp Bồ Đề giảng chánh pháp, như thế gọi là định tịnh ấn. Quán sát thật tánh của thân mình, trừ tưởng tham thân của chúng sinh, nhờ thế thành tựu pháp thân Phật, sẽ lìa tất cả thân tạp thực, sống trong thiền định pháp hỷ thực, vì mọi quần mê nhận thức an, nuôi lớn mạng pháp vị cam lồ, được gọi là định tịnh ấn. Thích hành hạnh thánh giữ giới Phật, đoạn trừ tất cả tham sân si, Bồ Tát trước tự điều phục thân, sau đó thuyết giảng cho chúng sinh. Thần thông đi lại khắp mười phương, điều phục chúng sinh dạy pháp Phật, thể hiện thân hình như thân chúng, tùy thuận căn tánh dạng chánh pháp, thân phóng vô số hào quang sáng, soi rọi cõi nước ở mười phương, dập tắt lửa phiền não chúng sinh, tăng trưởng công đức tâm Bồ Đề. Chúng sinh khổ não ba đường ác, thấy ánh sáng này đạt pháp lạc, sẽ lìa tất cả khổ não kia, thành tựu lòng tin tu nghiệp lành, Như Lai thuyết giảng tịnh thân nghiệp. Vì độ chúng sinh tịnh thân Phật, nếu ai tu tập nghiệp như thế, đạt thân thanh tịnh như chư Phật. Đoạn trừ hết thảy nghiệp ác khẩu, tiếng nói phế diệu phát từ trí, đại chúng thích nghe lời mình nói. Nghe rồi tất cả phát mầm lành, lìa 64 nghiệp ác khẩu, người này thuyết giảng pháp cam lồ, thuyết giảng pháp vô vi đại thừa, hiểu rõ ngôn ngữ của chúng sinh, không có những lời tham sân si. Thuyết giảng thật nghĩa sâu xa đó, tiếng nói vang xa khắp mười phương, cho nói tất cả nghĩa chân thật, không giận dù bị đánh hủy hại, tâm luôn thương yêu lời thân ái, vì chúng giảng pháp không thể nói, tôi giảng giáo pháp tâm không kêu. Nếu ai thanh tịnh nghiệp như thế, đoạn trừ pháp ác của khẩu nghiệp, Như Lai thuyết giảng tịnh khẩu nghiệp, giúp chúng sinh đạt lũy rộng dài. Nếu ai tu tập ý nghiệp lành, người ấy một niệm các tâm thường ở thiền định hiện oai nghi, diệt trừ ba nghiệp tâm không ngạo, không nhận kham nhận vì chúng sinh, chỉ biết chân thật không chứng diệt, tất cả quân mê không biết tâm, thanh văn duy nhất cũng như vậy, không tự hại mình và hại người, quan sát pháp giới thật sâu xa. Nếu muốn thành tựu định tinh tấn, thường nên tu tập 10 pháp lành, thanh tịnh trang nghiêm cảnh giới Phật. Thanh tịnh pháp lành và sáu độ, đầy đủ công đức thân tướng đẹp, đạt Đà La Ni thuyết vô ngại. An trụ đúng pháp thanh tịnh tâm, không mất tâm niệm dạy vô ngã, trừ tất cả chướng tuệ vô ngại, ý không đổi lầm, đủ công đức. Tu pháp trợ đạo không phóng túng, dạy pháp Bồ Đề cho chúng sinh, đi khắp cõi nước thân không ngại, giảng dạy chánh pháp độ mọi loài. Thành tựu trọn tán pháp bất cộng, đầy đủ công đức thật vô lượng, mặt đất kim cang đủ loại cây. Bồ Tát an tọa của Bồ Đề, nếu ai đầy đủ công đức đó, nên thường tu tập định tinh tấn. Như Lai nhờ tu chánh đạo, thành tựu công đức không thể lường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Quảng Đại Tập, quyển 8.